Sau năm 2020 cực kỳ thành công với bản hit 100 triệu view Em Không Sai Chúng Ta Sai, nam ca sĩ Eric đầu tư hẳn một MV cổ trang cho lần tái xuất ngay trong năm 2021. Trong anh luôn là lý do, Eric hóa thân thành chàng trai với mái tóc dài lãng tử, trên vai là một chú vẹt trắng đầy ẩn dụ. Được biết, anh luôn là lý do mang màu sắc pop dan, được cho là nước đi táo bạo của Eric trong năm 2021 bởi nam ca sĩ vốn có thế mạnh với màu sắc ballad qua loạt hit đình đám trước đây. Nếu chỉ xem 26 giây teaser, nhiều khán giả đoán định đây chắc chắn là một MV mang đậm màu sắc cổ trang thì tới MV chính thức lại bất ngờ vì hình ảnh trái ngược hoàn toàn. Eric là một nhân vật xuất hiện trong cuốn sách cổ với dòng chữ mở đầu quen thuộc Once Upon a Time với bối cảnh tại một hành tinh khác. Tại đây, Eric chót say mê một cô gái xinh đẹp, cùng cô đi khắp không gian siêu thực với những khoảnh khắc cực lãng mạn như cưỡi ngựa trên mặt trăng, ngắm trăng hai sao tặng cô gái hay thậm chí cả đánh cờ cùng nhau. Tuy nhiên, mối tình này cũng kết thúc với tấm giấy ghi dòng chữ mình dừng lại nhé, em không sai, chúng ta sai. Eric cũng gửi gắm những hình ảnh ẩn dụ như bị chú vẹt mình yêu quý cắn một phát, tự tay cạo đầu hay ngồi chơ vơ nhìn ra giữa hành tinh. Những chi tiết này góp phần khắc họa nỗi đau của nhân vật do Eric vào vai khi bị người mình yêu thương nhất phản bội cùng cảm giác cô đơn cùng cực khi cả thế giới rộng lớn nay chỉ còn lại một mình. Với phần hình ảnh được đầu tư công phu cùng kỹ xảo cực đỉnh, anh luôn là lý do được xem là một trong những MV được đầu tư bậc nhất trong sự nghiệp của Eric từ trước tới nay. Chính vì vậy, nam ca sĩ hy vọng sẽ được người hâm mộ yêu thương và ủng hộ nhiều hơn cho anh luôn là lý do nói riêng cũng như hành trình hoạt động âm nhạc của nam ca sĩ trong thời gian tới nói chung. Tuy nhiên, dù nhận được tình cảm của khán giả là vậy nhưng sản phẩm trở lại của Eric vẫn nhận phải nhiều ý kiến trái chiều. Anh luôn là lý do từ lúc MV được phát hành đã vướng lùm xùm có nét hao hao giống ca khúc nổi tiếng có tựa đề Tâm Lặng Như Nước do nhà soạn nhạc Ice Paper phát hành. Chưa hết, nhiều fan còn cho rằng giọng ca của Eric đang bị xuống dốc. So với thời điểm ra mắt với Sau Tất Cả, trong anh luôn là lý do kỹ thuật thanh nhạc của nam ca sĩ bị nhận xét kém hơn trước, giống Ice Paper nên nghe nhạc rất hay, lời tiếng Việt hơi bị ngang. Eric hát dở, MV rất đẹp và sáng tạo, nhưng xem lần đầu sẽ không có hứng thú xem lại, có ai thấy giống bài Tâm Lặng Như Nước không ta, nghe một lần thấy ngờ ngợ. Thiết nghĩ một số ca sĩ Việt Nam nên tạm gác lại đường đua âm nhạc để cho rồi khả năng vocal của mình sao cho ổn hơn thì mới ra các sản phẩm mới, điển hình là Eric. Vocal của Eric do không luyện tập hay học bài bản hay vì một lý do gì có mà càng ngày càng thụt lùi, nghe anh hát mà tôi thấy ngạt thở, là một số bình luận của cư dân mạng. Hiện ekip phía Eric vẫn chưa lên tiếng về lùm xùm này.